rồi chào tất cả anh em nha. Thì có nhiều anh em là yêu cầu là mình review những cái dòng bánh lốp 03 anh em. Thì bây giờ hiện tại ở bãi mình đang còn một cọc nè. Một cọc 03 bánh lốp. Dòng một con màu vàng nhạt này là đời năm sản xuất là 2011. Một con màu vàng đậm này là năm sản xuất là 2014 nha. Đây, sẽ quay chi tiết cho anh em xem. Còn nha, nước sơn. Những con này thì xài động cơ Yanma 94 nè. Yanma 94. Những cái con mà đời cao hơn thì nó sẽ sử dụng Yanma 98. Sẽ cho anh em xem cái động cơ. Heo dầu nó đây, 94 là sự dẫn sử dụng cơ nha. Heo dầu. Bơm đây. Tất cả những đường ống Tio nó còn nguyên bản hết nè. Anh em nhìn đi. Khi mà mở ra bơm đã tháo rồi thì những cái dấu mở anh em nhìn là anh em sẽ biết liền. Những con này đợt này giá rất là tốt luôn. Đây. Con này 2011. Lam còn rất là dày nha. Lớp cũng còn khá là ok. Tiên lam không chảy một giọt dầu giọt mỡ như nè. Mưa ở dưới là mưa thôi. Đây động cơ nó cũng văng ma, sử dụng loa bơm của Hyundai một cái gốc. Khi mà anh em có nhu cầu mua, anh em chốt thì mình sẽ thay nè, thay toàn bộ lọc dầu nhớt động cơ, dầu cầu, dầu hộp số, mình sẽ kiểm tra lại hết. Cái nào mình sử dụng được thì mình sẽ để lại, còn không thì mình sẽ thay cho khách hàng nha. Bên đây. Anh em xem cái cabin. Đây. Cái dòng bánh lốp 03 mình cũng đã đi một vòng cho anh em xem cái máy nó như thế nào rồi. Những con này thì vẫn còn zin nguyên bản. Đấy, giá thì hiện tại cực kỳ tốt luôn. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ. Hiện tại bãi mình thì còn một con nữa, một con bánh lốp 03 nữa. Nhưng mà đời khá là cao nha em. Đời là đời 2016. Nó sử dụng Yanma 98 rồi, nên nó đang sử dụng máy điện. Đây, nhưng mà con máy này cực kỳ đẹp luôn, dùng rất là ít nha. Cần là cần kỹ thuật nè, em có thể xây được. Xây 90 độ, một góc 45, xây ngược qua đây góc 45, 90 độ. Rồi, tại giờ này cũng chiều rồi đó, nên là mình không test cho anh em xem được. Để hôm nào đi, mình sẽ test chi tiết hai con này, test thao tác cho anh em, chân chạy các kiểu rồi, để cho anh em xem. Đó. Còn anh em mà biết muốn biết giá chi tiết cũng như là ấy thì mình sẽ gửi anh em, các bạn Zalo mình sẽ gửi cho anh em nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em nha.